Lúc ấy là cậu đi lên Bé Đắc rồi, cậu thích ăn món ăn châu Á cho quen này, gà nướng giòn chứ là cậu thích miếng đấy, mực khô này, cái mực hành tây không ăn này, hoặc là À. đưa gửi mùi mít này, như bao giờ đó cả. Hoặc là mình đưa những cái văn hóa, mình kể câu chuyện văn hóa người Việt Nam thế nào, chú thì bật phim cho nó xem, để ca ngợi Việt Nam làm sao tổ tiên thế nào, hồng con lạc cháu rồng thế nào, mình phải đưa nó cái lúc lúc nó bé đó. Đó, ông lên Bé Đắc thì huấn luyện viên trưởng ấy thì nó rất là quý đó, nhưng tự dưng có một lần ông bảo này Philip ơi, ở Việt Nam ở đây là nó bán quán nhiều lắm, ở Việt Nam hay mở quán nó bán hàng mà, thì mày bán được, thế thằng này nó lòng tự ái rất, nó nổi lên, nó mày mày ông hiểu gì về Việt Nam mà ông nói thế, thế nó bật lại ông ấy, thế là mẹ nó thấy ở mẹ nó cũng bênh, mẹ nó bênh mẹ nó xuống mà phây quại này, thế cho ngồi dự bị đấy chứ. Có những lần mà con gái chú đi qua tổ điện đấy, có người kêu ông soát vé để bắt nạt người Việt Nam, nó đứng nó bênh ngay, nó gọi ngoan luôn, nó Vâng. ở thế này không được phân biệt chủng tộc này là đấy. Dạ. Do mình, do cái đấy là do mình dạy con mình thôi, không được coi thường người Việt Nam. Cái con mình có dòng máu Việt thì nó thích Việt Nam, thì chú cũng nghĩ là nó không, mức độ nó khó khăn như thế. Là bây giờ nhỉ, 24 tháng 7 năm 2014 Vâng. là đầu tiên chú lên sứ quán ở Việt Nam, Vâng. chỗ hải con dấu rồi ký vào đấy. Từ 2014 đến giờ là bao nhiêu? 9 năm, gần một thập kỷ ấy. Chú bảo Philip ơi buồn quá, cái quốc tịch của mày bị bác rồi. Vua giờ khóc. Nó cũng buồn, khổ thân của thời siêu ấy, nó khóc thật. Thấy nó kiểu như là bảo bao nhiêu năm chờ đợi thì hy vọng mỗi cái lúc ấy thôi, và thân đấy đùa mơ chai rượu uống đi, thế là Cho thấy chú cũng đang xúc động, thế chú cũng cũng đang đang thế, sắp không khóc. không vui, cái đấy thì đúng. Vâng. Nộp đơn chạy tất cả các cửa quan biết về Philip, là bây giờ ông Trung hỗ trợ nhiều nhất thì là ông Tuấn, ông là nhiệt tình nhất, ông ấy giúp mình thôi. Còn mà để thành đạt cuối cùng thì phải là ông Hải, Vâng. Hải chủ tịch câu lạc bộ công an ấy, là ông Vâng. đấy là ông ấy dám nói dám làm, Vâng. không dám nói dám làm, ông ấy bảo đưa nó về là thôi, à mà được, không được bằng được đấy. Thưa chú, là bây giờ khi mà Philip Nguyễn đã có quốc tịch rồi, cái cảm xúc của một người cha như thế nào? Tả thao hết được, bây giờ nó có cảm xúc thì coi như 9 năm trường kỳ của chú đấy, chú theo từ 2014 đến giờ, nộp đơn chạy tất cả các cửa quan, coi như nhờ hiếp nhờ cả liên đoàn bóng đá, Vâng. bao nhiêu người họ giúp đỡ thì nó mới thành công đấy. Cái công lao này họ chả biết nói thế nào, nhưng mà cái chặng đường dài lắm thôi. Cảm xúc lúc mà thật là lúc ấy quốc tịch chú trào nước mắt rồi đấy, nghẹn ngào trào nước mắt, cảm giác coi như là 9 năm trường kỳ của mình coi như là thấy thở phào một cái. Hôm đấy thì thực ra chú không phát biểu, Vâng. chứ phát biểu vì mình biết là mình không nghẹn ngào sẽ không nói Vâng. được, thế cho nên là chú bảo cô luật sư thôi thôi em nói chuyện nói hộ này, mình có cái mình biết đấy, cảm xúc mình nó sẽ trả lại, mình nói mình nó sẽ rớt mắt, nó không đẹp được cái đấy, cho nên chú bảo thôi thôi thôi. Bình thường thì bất cứ một người cha Việt Nam nào cũng đều rất dễ dàng lấy được quốc tịch cho con mình. Nhưng với chú thì rất khó khăn. Nhưng không biết tại sao, Vâng. có thể là số số bạn ấy như thế, hay là số con mình như thế, mà đúng là mình chú đi khắp nơi từ 2000, thí dụ như cái đợt đấy là ông Đông ông làm ấy, thì Vâng. ông bảo chú là ông đại sứ đấy, ông Vâng. Đông ấy, thì ông nói là tôi nay làm cho quốc tịch cho con em, nhưng mà lúc đấy cái thời điểm đấy thì xét nó lại không có cho phép hai quốc tịch, Vâng. thế chứ bảo nếu bây giờ mình làm thì cũng được, nhưng mà nếu nó ít nữa làm lên tuyển ấy, hoặc là một cái gì đó chú ước mơ cháu con nó phải phục vụ đất nước, thì nó sẽ bị gọi như là nó treo giò người bé mất, nó cho là mình gian lận một cái vấn đề cái thời điểm đấy, thế chú bảo thôi đợi đấy, đợi thì sang năm hôm cái năm sau ấy thì có ông Sơn, Trương Mạnh Sơn ông sang, ông ấy sang thì chú đặt đấy, chú làm đơn chú đặt vấn đề với ông ấy, thế chú gặp cả ông Tuấn đấy, ông nhờ cái năm 2015 bắt đầu gặp ông Trần Quốc Tuấn, ông là nhiệt tình nhất đấy, cho ông ấy giúp mình thôi. Chú có thể kể được cái cho mọi người nghe hiểu cái 9 năm trường kỳ của chú nó vất vả như nào ạ? Và cái ý tưởng đầu tiên khi mà chú muốn nhập quốc tịch cho Philip, nó có chú có nghĩ là nó có phức tạp như đến mức như thế không? Chú chỉ nghĩ là người ta làm đơn giản lắm, thì chú nghĩ một cái con mình có dòng máu Việt thì nó thích Việt Nam thì chú cũng nghĩ là nó không, mức độ nó khó khăn như thế, nó thì chú thì đi đâu cũng người ai cũng nhận lời, nhưng mà đến nơi không được, nhất là hồi chú chả biết nào đi thế nào, thì đầu tiên thì lên nó ở bên sếp thì gặp sứ quán thôi, và gặp ông sứ quán thì gặp lãnh sự thì người ta dở luật này dở luật kia, thì chú chả biết luật nào thì họ chỉ đâu kiểu như là chỉ đâu thì chú đi đấy, thì đó là quốc tịch sớm hơn thì phải nhả quốc tịch kia ra. Vâng. Đấy, cái hội thì phải nhả quốc tịch xét ra thì rất là phức tạp cho người đó cái lần đấy, nếu như đợt đấy mà trước 2004 mà nhả nó ra thì làm được trước 18 tuổi thì làm được, nhưng ngược lại thì giấy tờ về cho ngoại quốc rất là khó, phiền hà hàng năm lại phải đi ra hạn một lần này, rồi phải nhả hết tất cả các thứ ra để coi như đăng ký cho mừng ngoại quốc,
thì cái đấy chắc chú không thích như thế. Để nó còn đi học, nó tiện đi học giết người ta sẽ coi, mà kể cả đến biển số xe người ta biển xanh rồi ngày xưa cái thời đó. Đấy, cho nên nó khó. Chú nói chung là chú có hai đứa, thì đứa nào chú cũng đưa một cái văn hóa người châu Á vào thế. Đấy, khi nó bé đấy, nó bé chú đã dạy hát quốc ca, có nghĩa là nó ở trái tim mình hết. Thế chưa đưa cho dạy châu Á người Việt Nam thế này, người văn hóa ở Việt Nam thế kia, thế thì chú cũng dạy hát quốc ca rồi cũng dạy tiếng Việt. Thế đến năm hơn mười mấy tuổi thì nó cậu cũng đi học. Có nghĩa là lúc cái chú ít thời gian, thực ra nói thì cũng ít thời gian gần ngồi ngủ như thế. Thì bây giờ nó trong con nó giỏi hơn chú. Thế thì nó cũng đi dạy thuê thầy giáo để dạy tiếng Việt, để về Việt Nam. Có nghĩa cậu ý tưởng về Việt Nam đồng lắm rồi. Cái tâm của nó có nghĩa đá thì đá thế thôi, nhưng mà nó là học để cho, để nói cho cùng là ý bạn ấy là nói nào nhỉ, học ở đây học nghề thật giỏi về phục vụ Việt Nam. Đấy là ý tưởng từ xưa đến nay thế. Thí dụ như là ví dụ trời mà nó có tuyết, trời nó bé, trời nó có tuyết này, rồi trời lắng trời tuyết là cậu đi rất chăm chỉ đi, rất chăm chỉ đi. Lúc nào thấy của thằng này mày cứ cố gắng học thì cậu hỏi nó fan ông Buffon hoài thôi, cái Buffon lắm. Nhưng mà đầu tiên thì không phải nó không phải ngày bắt gôn, mà đầu tiên nó là trung vệ. Thế thì có một lần tình cờ như là thủ môn ấy nó bị ốm hay làm sao ấy. Thế là ông bầu gọi người lên đi bắt được hai trận, thế là thôi mày có tài. Nên là từ đấy tự thành cầu thủ môn thôi. Đấy là lý do vì sao Philip chơi chân rất hay đúng không? Đấy, nó bảo là bản thân chơi chân nên Việt Nam cũng phải lên có những cái, chú nghĩ là cũng phải có những cái có tiến tìm những thủ môn ở những cái cầu thủ ra mới đúng. Thì chơi chân rất là giỏi, bởi vì nó là cầu thủ rồi. Cho nên chơi chân, cậu chơi chân rất là khá như thế. Rồi còn cái câu chuyện mà Philip rồi học cùng thầy với những thủ môn rất là lớn như là Piszczek chẳng hạn. Đợt đấy là nó vào đá cái câu lạc bộ gần nhà cách nhà thôi. Thế có một hội ở bên Sparta đấy, họ đến họ đi họ tuyển người như nào ấy. Thì họ tuyển lên thì hồi trên đấy họ có 6 thủ môn. Nó tuyển lên 6 thủ môn. Thế nó họ xem ai có năng khiếu thì phải nó khoe bảo bố ơi, con được chọn lên Sparta bố có vui không? Thế thì chú vui thì vui thật, nhưng mà chú bảo thì tao cũng thấy là thích. Thế lại mình cứ nhớ mình khen quá thì sợ cậu ấy oải, xem cậu mình cứ đến cái bài cái kiểu cái kích của mình. Thế là cậu lên nó chơi thì lúc ấy gặp mà không quân đấy. Lúc cái thời điểm đó là mặc chơi mà không quân là cái thời điểm đấy. 6 thủ môn cho bảo cậu nó chọn mãi mới được, cũng được bắt chính mấy trận, cũng phải ngồi dự bị. Cũng trường kỳ lắm, cũng cùng với thầy giáo của Peter Cech ấy chứ. Thì cái lò đào tạo đó nếu như nói về tiệp đó là nhất đấy. Nó là cái đấy là tài nghề, toàn những người tài từ đấy ra đấy. Quân là người giỏi. Cũng được đào tạo từ cái lò Sparta thì có tiếng từ xưa nay rồi. Nên được cậu không phải là tự xin lên mà tự người ta đến, người ta nhìn cái tài năng mới lôi người này lên đấy chứ. Cách đây mấy năm trong cuộc nói chuyện của cháu ấy mà Hồng Quân có quả quyết với cháu là Philip Nguyễn mà về Việt Nam chắc chắn là sẽ thành công. Hai bạn ấy thì chơi với nhau thân. Hai bạn thân thì bà Hồng Quân nó tiện cái là nó ở quốc tịch Việt Nam nó có. Cho nên về được sớm hơn chứ còn Quân thực ra nó rủ Philip về nhiều lần lắm rồi. Nhưng mà chú cố gắng để vé nó về không được. Thế mà cái đợt nó về được đấy thì là không nói đúng thì là ông Mai Đức Chung. Mai Đức Chung ông dẫn vào đội tuyển Việt Nam sang đấy thì ông gọi đến. Thì coi như ông gọi đến Philip đến thì chú nó còn cho xin mấy cái ảnh. Cái ảnh đấy là ông ấy đến ông gọi ông đến xem thì thấy mấy cầu thủ tuyển bóng đá Việt Nam. Thế là cậu thấy đứng cái vai cậu ô thấp này bắt thủ môn á. Nó cũng thấy nó cũng thích vào đấy, người ta thấy có nó cũng thích màu cờ sắc áo cũng mà cờ đỏ sao vàng là chấn chân ngực cũng khoái lắm. Chung cũng chính là ông Chung người phát hiện ra. Mai Đức Chung là ông cũng tâm huyết lắm, ông có nhận ông người tâm huyết cho bóng đá Việt Nam thật. Ông đấy phải là ông sang cũng hầu như sang châu ông ấy sang ông dẫn các đội lữ sang, nhưng mà ông đi tìm nhân tài cho Việt Nam ấy chứ. Cái con những con người hiếm, tôi thấy đúng thật sự về bóng đá luôn đấy. Cái tên Philip Nguyễn lần đầu tiên được xuất hiện trên một cái câu chuyện của Liên đoàn bóng đá Việt Nam là từ chính huấn luyện viên Mai Đức Chung. Chú Mai Đức Chung nói là đã từng đến nhà Philip Nguyễn rồi, đã từng ăn cơm với gia đình nhà Philip Nguyễn rồi và giới thiệu và biết được là cái thiện chí của gia đình là rất muốn đưa Philip Nguyễn về để cống hiến cho Tổ quốc. Chính ông Chung ấy là người không biết quê ở đâu nhưng mà ông dẫn đưa về Thanh Hóa thử lửa tháng ấy mà. Nhưng mà người ta hứa hẹn cái gì mà do quốc tịch không ấy được. Đấy là chính cái thư chú đưa đấy là từ cái thời đấy đấy. Biết về Philip nhờ bây giờ ông Chung hỗ trợ nhiều nhất là ông Tuấn. Thế mà để thành đạt cuối cùng thì phải là ông Hải. Hải chủ tịch câu lạc bộ Công An ấy, ông đấy là ông ấy dám nói dám làm. Dám nói dám làm, ông ấy đưa nó về là thôi, làm bằng được, không được bằng được. Ông ấy cử tôi với luật sư coi như phải là anh phải làm bí mật thế nào mà bí mật không được cho ai biết. Thế là hai anh em tôi lên đường đi coi nhà sang tận lên Việt Séc ấy, đàm phán đủ thứ. Thì mới thành công ấy chứ. Chứ còn chưa chắc là không ấy chưa chắc thành công được ấy. Bình thường thì mọi người đều nghĩ rằng là cái việc mà Philip Nguyễn đang thi đấu ở Cộng hòa Séc mà lại có một người anh là Piszczek
tức là một người cũng đã học cùng lò thủ môn Petr Cech. Vâng, Petr Cech đấy, thì chắc chắn là bạn ấy sẽ có cơ hội để ra châu Âu. Lúc đấy ở Việt Nam thì họ nói là Philip Nguyễn phải ra châu Âu, và bạn ấy chưa về Việt Nam là vì bạn có cơ hội ra châu Âu. Bên Anh họ cũng thích này, rồi Hà Lan, Ý thì họ thích khoái này lắm. Nhưng mà nếu mà nó đi sang đấy thì chú bảo thế, mà nếu đi sang đấy thì cái cửa Việt Nam là sẽ bị khép lại. Xin là nhiều câu lạc bộ thích ở đấy lắm, thế nhưng mà nó bảo thôi, nó không đi. Nó tắm lại ở nhà, thì ở nhà là gần, khi nào đợi Việt Nam xin xong thì nó về. Đấy, cái lòng yêu tổ quốc như thế. Thế chú lúc bé là chú hướng dẫn nó, có nghĩa là phải để thế nào để yêu Việt Nam. Cho nên là ở đến trường ấy, cháu biết là nó cũng khổ lắm, lắm lúc nó đi, lúc nó đi đá ở Liberec ấy không. Thì ông này cũng hay cái đồ tìm đồ châu Á ăn ấy. Thế thì đi đến lúc đang chuẩn bị bắt ấy, thì thằng nó hồ sau cho xin ít rau mùi. Ông này ông đi ăn phở thì hay ít rau mùi mà. Thì nó chê ông này, tức lại quay lại. Thế nhưng rồi có lần thấy nó hỏi chứ, về mà hai lúa, Philip về mà hai lúa, thì ông quay lại phát thuận vào gôn. Ông về tức, ông bảo bố ơi, nó chê con, bảo mày đừng để ý cái đấy. Con đừng để ý cái đấy, coi như là mình không biết, không nghe cái đấy. Đấy là cái bài về tâm lý, cho nên con đừng để ý. Thế giờ nó quen rồi. Thì nói thì ở châu Âu nó cũng họ gọi là mình gọi với nhau là bất thành văn đấy chứ. Có nghe thử con mình nó giỏi thật, nhưng mà có họ Nguyễn. Thế mà họ kiệm đâu được đưa ra thằng này lên. Đúng không? Mình cũng, thực ra nó có nhiều cái. Nhưng mà gọi là hai đứa nhà chú đều quý Việt Nam. Từ bé cho ăn nước mắm với cơm thích lắm. Thế đi học với các trường mà thử người Việt Nam nhà mình như này mới sang đấy. Thì thường đứa nó kèm. Chưa biết tiếng, họ kèm nó dạy cho. Những bạn học cùng lớp bây giờ về chắc cũng thành đạt rồi đấy. Thì bằng cứ tuổi được thành đạt thì họ vào, thì bảo thôi mày họ Nguyễn cho vào đấy kẹp với nhau rồi thì phổ thông ấy. Hoặc là ai bắt lạt người Việt Nam cái gì, cái là nó đi qua mà nó nhìn thấy, thí dụ như là có những lần mà con gái chú nó đi qua tàu điện ấy, có người cái ông soát vé để bắt lạt người Việt Nam, nó đứng đâu anh ấy nó gọi ngoan luôn, thế này không được phân biệt chủng tộc này, này là do cái đấy là do mình dạy con mình thôi, không được quay thường người Việt Nam mà giáo dục này, gia đình cái giáo dục đấy, cái đấy cái nền giáo dục mẹ. Gia đình quan trọng. Thế chứ còn bóng đá thực sự nó là đưa vào bóng đá thì là mẹ đó. Mẹ đưa vào, đưa mẹ dẫn dựng mẹ. Có nghĩa là ở bên đấy thì học sinh đi học ấy, sau giờ đi học thì phải có những cái môn thể thao nào đó để nó không ra đường. Thì mẹ anh ta thì mẹ nó hướng dẫn quen một cái ông ấy bảo thôi cho nó vào đây, tôi dạy nó đá bóng. Thế từ đấy là cậu đi đá bóng thôi. Nhưng mà thế nó chịu khó thật. Thí dụ như tháng 1 vừa rồi về đây là mình cái vụ mà họ không thành công ấy, thì nghĩ là thằng này ở lại nó sẽ không bắt rồi nó sẽ phá đám. Thằng này không có tính đấy. Hôm nay cái việc nó làm, hôm nay là nó làm việc này hôm nay. Chứ còn không cho tôi đi tôi không phá bĩnh. Đấy là cái mình thấy, chú thấy cái chất của người anh thế, nó như một nó là nhận mệnh lệnh ra nhiệm vụ thế nào làm đúng như thế. Cái mong muốn của Philip về Việt Nam nó có bị thay đổi chút nào khi mà Philip được bắt ở một cái sân chơi rất là lớn ở châu Âu là Europa League không ạ? Không thay đổi. Có những lần mà tuyển nó gọi lên đấy nhá, thì có những lần gọi lên thì nó lúc chú đang ngồi ăn cơm Việt Nam này, nó bố tuyển Việt Nam à, tuyển tiệp nó gọi con rồi, thế chưa hả? Chứ mới gọi chúng Tuấn. Ở Tuấn này, bây giờ như thế thì làm xử lý thế nào? Thì nó bảo thế, Tuấn hướng dẫn vài cái thứ, thế nó bảo thế để gọi để cho người làm việc đó. Thế là ông sợ mất người, mất của chú mất thể chủ tiệc lắm. Có nghĩa cái ước mong của nó mới về đây, mà tự cái đợt đó nó bị Covid thì làm sao ấy, thì các cầu thủ cũng bị ốm hay là Covid, thế là nó mới nuôi ông này đi hai lần nuôi chứ. Chú tưởng 5 năm quả này thôi, nó đi bắt tuyển là thôi đấy. Xong ra sân phát là thôi, thôi coi đấy, như đấy. Là cái mong muốn của chú là đã bị dập tắt luôn. Ta thế mà may cũng nhờ rồi. Vâng. Nhờ rồi, nhờ số phận, chả biết chúng chả biết là cảm ơn thế nào, nhưng mà nói chung là cũng may là nó chưa ra sân. Tất nhiên là cũng có tác động của người khác nữa, chứ không người đã lôi ra rồi. Đấy, đúng nói như thế. Nói chung liên đoàn bóng đá họ cũng tích cực lắm đấy, chứ mất người của chú thế thì thôi tiếc, coi như mất tiền cũng tiếc cái quả đấy. Thì không bao giờ có lần cơ hội lần thứ hai qua nữa rồi. Đúng rồi, thì hết luôn. Hết luôn. Và... mà mấy năm của mình trường kỳ coi như là không phục vụ được Việt Nam rồi. Làm thế nào để chú có thể đưa cái chất Việt Nam vào con người của Philip ạ? Đất Việt Nam thì mình đầu tiên nó bé thì mình phải dạy cho nó. Vậy cho nó mới đủ thứ. Cái nói thằng này buồn cười mà nó dạy và ăn cả mực khô. Mực đây nó gặp mực khô nó ghê lắm. Thế thì ăn cơm nước mắm. Thế thì, nhưng mà mình phải tuyên truyền, mình nói là ông bà thế nào, mình phải nói về Việt Nam ra sao đấy. Ước mong lắm nó thích về, cho nên nó lúc chú ở bên đấy nó kiếm tiền nó về, chứ nó là người chịu khó thích bóng đá, chẳng biết nó có những lúc mà nó kiểu như nó thuê nhà nó ở riêng với chị đó đấy, nó thì nó thuê nhà riêng thì nó không ai ủng hộ tiền nó được, ở bên đấy là cứ 18 tuổi là tự túc, thế cậu đi cậu ship cả cơm cho các trường học để cậu lấy cái tiền cậu ở đấy mà cậu đi bóng đá, bây giờ nó bằng bảo lưu đại học, nó đang học đại học, bây giờ một là bóng đá, hai là đại học, thế là học năm thứ ba rồi bảo lưu lại, là học đại học kinh tài đấy,
Vâng. Nên ít nữa là tính thuế đi chứ. Vâng. Ông giỏi đấy, ông giỏi đấy. Vâng. Giỏi đi thuế lắm. Thế nhưng mà nó chưa thấy nó chịu khó. Trời mưa thì nó có nghĩa nó ở, chẳng biết là đầu tiên nó đáng ở Sparta đông quá. Thế thì người ta xuống mực một cái câu lạc bộ cách Para khoảng 60 cây. Thì chiều tập sáng đi cơm, ngày nào phải đi như thế. Vâng. Thế về sau thì nó cũng là kiểu cho mượn đấy. Vâng. Cho mượn Sparta, cho mượn thế về. Xong về sau nó lại xuống một cái Plasi cách 80 cây. Thì ngày nào nó phải đi như thế. Mà cái xe thì cũng phải là tốt lắm, cái tộc tạo cứ đi Skoda bây giờ bán ở Việt Nam này, nó tạo học thầy. Thì cứ sáng đi làm, đi đưa cơm. Đấy, đưa cơm để lấy tiền chi tiêu thì sống. Rồi bóng đá thì lương thì họ cho mượn thì lương, rồi cái đó kiểu tương lương nó cũng đủ nhưng mà nó không đáng bao nhiêu. Thì có muốn ở thêm mỗi may quần áo, muốn cái gì thì phải đi làm thêm. Thế nó đi ship cơm, nó làm chịu khó nhưng mà nó không bỏ cái ý đồ làm ấy. Thì nhiều cái chỗ khác gạ là làm cái này, cái làm cái kia. Chú từ ngày xưa cho đi học trường ngoại giao đấy nhé. Chú cho hai chị em đi học trường ngoại giao đấy. Chú ý là ngoại giao thế nhưng mà nó thích thể thao thôi, chịu. Cả trường chỗ đó trường ở nước Tiệp là một năm họ nhận có 300 học sinh mà chú được hai đứa vào. Thế mà chú cho hỏi thôi, nó thì thích bóng đá cả. Cháu nghe nói là Philip cứ mỗi một ngày là luôn luôn cố gắng học tiếng Việt. Rồi một tuần là bạn ấy sẽ đi ăn hai bữa ở quán ăn Việt Nam. Thế đấy à? Tức là những cái đấy thì chú có thể chia sẻ để mọi người có thể hiểu không, được lúc là... Lúc ấy là cậu đi lên Bedeck rồi, cậu thích ăn món ăn châu Á cho quen này. Rồi gà lướng giòn chứ là cậu thích viên ấy. Ngày xưa chú bé thì chú hay kiểu cái đùi gà chú bỏ. Chú lười mà chú đưa vào cái lò cho làm cho giòn này. Thế là cậu ăn tẩm nước mắm vào thì cơ kiểu như là... Mình nói là cái nước mắm thì Tây nó không dùng. Tây quốc hồn quốc túy của Việt Nam đấy. Mình phải đưa nó vào đấy, mình đưa kiểu như mình gọi là cho biết gọi là quả cho sáu ăn muối đấy. Vâng. Đó. cháu hiểu. Phải đưa vào cái mực khô này, cái mực Tây nó không ăn này, còn đưa gửi mùi mít này, như bao giờ đó cả. Hoặc là mình đưa những cái văn hóa, mình kể câu chuyện văn hóa người Việt Nam thế nào, chú thì nhờ bật phim cho nó xem, để ca ngợi Việt Nam làm sao tổ tiên thế nào, hồng con lạc cháu rồng thế nào, mình phải đưa nó cái lúc nó bé đó, thế đưa bé luôn đưa vào đâu đó, thế hai bố con đi chơi thì rủ nhau rồi hát quốc ca. Mà hát được quốc ca ta cho mình tiền. Thì mình phải trẻ con mà mình phải xúi như thế. Nên là nó cũng hát được ấy. Nhưng mà bây giờ tại sao hát được, bởi vì ngày xưa nó hát rồi. Ngày xưa cậu hát rồi, tiếng Việt ngày xưa chú cũng dạy rồi. Thì nó dạy thì chú cũng dạy, gọi là mình dạy. Nhưng mà lắm lúc mình cũng đi kiểu như là nhiều việc đấy. Mình cũng đi công tác rồi nó hoặc là đi xa xa 2-3 ngày thì nó ở với mẹ, với bà, rồi chơi với gì. Thì nó cũng, cái ngôn ngữ Việt Nam ít dùng lắm. Nhưng mà cậu thích, cậu còn thuê cả giáo viên dạy mà. Một cái ông người Tiệp, ông học ở Việt Nam tiếng Tiệp, ông là có phiên dịch quốc gia đấy. Ông về ông dịch này, ông dạy thằng này, thế là ông biết. Thằng về đây vẫn thuê giáo viên nên dạy đấy chứ. Ở đây tuần nào chỉ đi học, ngày nào chỉ đi học. Nói chung là cả hai đấy chú đều thích Việt Nam. Mà cứ sảnh ra phát là đi du lịch Việt Nam, cho thấy là bạn ấy về Việt Nam nhiều lắm. Đi nhiều lắm, đi còn đi một lần đi Buôn Mê Thuật đấy. Chưa nhớ đâu đi với ai đi Buôn Mê Thuật, coi như cậu mà đi Buôn Mê Thuật thì thằng cái ông nào thằng kiểu nó nghịch, thấy thanh niên thằng này thằng Tây mà nó gọi nó Tây, nó chèn một cái ông mẹ ngã sức đổ ấy. Thế về không dám nói, về Tiệp đến nói ôi con bị nó chèn vào xong gọi người ta. Mà ngày xưa nó bắt ở Liberec ấy đâu, thì tự dưng có một cái hồi nó bắt Liberec, thế tưởng nó mới thấy cho cái tinh thần nó thế này nó ông Liberec để huấn luyện viên trưởng ấy thì nó rất là quý đó. Nhưng tự dưng có một lần nó bảo này Philip ơi, ở Việt Nam ở đây là nó bán quán nhiều lắm, ở Việt Nam hay mở quán nó bán hàng mà, thì mày bán được. Thế thằng này nó lòng tự ái nó nổi lên, mày ông hiểu gì về ta mà ông nói thế. Thế nó bật lại ông ấy. Thế là mẹ nó thấy mẹ nó cũng bênh, mẹ nó xuống ở phây quại này, thế cho ngồi dự bị đấy chứ. Ngồi quỵ về cái lòng dân tộc nó nổi lên, cái lòng tự cao dân tộc nó. Việt Nam cái anh mày ông biết cái Việt Nam không mà ông ở tại sao thì bán quán ăn. Ông kiểu như mà huấn luyện trưởng ấy, thế nó cho ngồi đâu 2-3 trận đấy. Thì chú biết, cháu biết rồi nên thì nó cứ cãi nhau với huấn luyện viên thì làm gì có cửa mà. Đúng rồi, bất đồng bắt là lên khán đài luôn chứ không nên, phải. Ngồi ghế dự bị, thế về sau bọn nó phải sang cái thiên mà ông thấy bọn mất tài năng thì ông ấy mượn sang chỗ Slavatsko. Đấy, Slavatsko về sau nó bắt được mấy trận cũng cho mượn, về sau mới thấy thằng bắt giỏi quá. Thì khi mà Philip mà nó đi khỏi cái Liberec ấy, thì ông đấy thời gian, Philip ở đấy thì đứng đầu cái đội đứng thứ 3, thứ 4 gì đấy. Nhưng mà ông kia bắt thì bị tụt, thế là tụt hạng. Tụt xuống tận dưới đáy ấy, thì nó đuổi thằng cha ấy, thế xuống nó gã là động phải làm chủ ghẹt rồi. Thế là về bên này thì được cái ông này, ông ấy rất là tín nhiệm thì ông ấy từ cái đội đang ở dưới bét mà gặp Philip về cái này lần này thế người ta mới giữ thì cái ông đáng tháng 1 vừa rồi nữa cậu đấy. Philip nó bị ông ấy Philip nó ở lại thì lúc bây giờ nó về đây chơi thôi,
thì gặp ông Tuấn. Tuấn mới giới thiệu như thế thì mới bắt đầu lên phương án về đây. Thì ông kia ông bầu với ông à, ông huấn luyện viên ông bảo mày vì mày tao ký đây vài năm mà bây giờ mày bỏ mày đi thì không được, tao không cho mày đi. Đấy. Thế bây giờ ông đồng ý phải sau nói mãi thì ông đồng ý phải sau phải sang tận nơi nói chuyện với người ta hiểu như thế nào, công lao hành trình của bạn ấy là sao. Thế thì ở đây thì cũng như thế thôi, về sang kia sân chơi nó to hơn. Thế chú bảo bây giờ ở đây ấy, là chỉ có 10 triệu dân, giờ lắm fan đây là 3 triệu chứ bao nhiêu. Nhưng bên kia là 100 triệu dân thì người ta ít nhất fan mày phải chục triệu hoặc là có khi còn hơn. Đấy, thế ông kia cũng ở từ thế cũng được. Nhưng mà nếu mà họ ý được thì ông cũng mát mặt, cái câu lạc bộ cũng mát mặt và ông có cầu thủ ở bên nước ngoài. Thế nghe nó cũng bùi tai. Thế mà cháu biết được là lẽ ra là Philip đã về sớm hơn, thậm chí là về sớm hơn cách đây nhiều năm chứ không phải là đến bây giờ. Thì cái khó khăn cho việc Philip về Việt Nam là gì ạ? Vẫn là quốc tịch. Vấn đề là quốc tịch. Nhiều đội người ta bảo bây giờ xuất ngoại không có. Vấn đề là quốc tịch người ta không ấy thôi, không làm được thôi. Chứ còn họ nó cũng lúc nào sẵn sàng về. Nhưng mà ai điều kiện để đầy đủ cho bạn ấy thì là ai. Đấy. Ví dụ như là Thanh Hóa chẳng hạn, họ bảo là nếu mà Philip mà có quốc tịch phát là ký luôn. Thì ai cũng đồng ý qua Philip có quốc tịch cả, kể cả Bình Định. Bình Định thì chú cũng làm việc với Bình Định, ở Bình Định người ta ấy lắm, nhưng mà Bình Định không làm quốc tịch thì ai cũng hứa với lại cán bộ, nói chung là ban tổ của câu lạc bộ. Thế nhưng mà khi thực tế người ta bảo thiếu cái này thiếu cái kia thiếu đủ thứ. Thế chú mới nói rằng là phải nhấn mạnh là cảm ơn ông Hải chủ tịch đấy của công an Hà Nội, Dương Đức Hải. Dương Hải đấy thì cảm ơn ông đấy, dám nói dám làm ông, anh kia về em xử lý nhá. Tuấn ông nhiệt tình cũng giúp, vợ ông cũng làm ở trên bộ tư pháp, nhưng mà đủ thứ trên đời thì cũng xoay đủ thứ. Thằng này số nó vất vả về giấy tờ, chú hiểu như thế. Số phận nó rất là giấy tờ, nhưng phần cuối mà nhận được. Kể cả là khi mà làm việc với công an Hà Nội, lẽ ra là bạn ấy sẽ về từ giai đoạn 1. Từ tháng 1 đấy. Để chuẩn bị cho mùa giải 2023. Nhưng cuối cùng đến giai đoạn 2 mới về được. Thì cái khó khăn trục trặc đó là cái gì chứ? Bởi vì lúc đấy chúng ta đã có được cái suất là Việt Kiều chưa có quốc tịch vẫn được đăng ký. Mọi người bên đại diện bên đấy cũng chủ quan nghĩ rằng ôi giời cái này thì chắc là họ trọng ý cho họ cho đi. Thế thì chú vừa nói đấy, có nghĩa là ông bảo ấy, vì ông Philip này ông ký hợp đồng là thêm 2 năm nữa gia hạn. Thì đấng ông ấy đi thì ông nhả này luôn. Nhưng mà ông ở lại vì ông Philip này. Mà ông ở lại, thế là ông ở lại thì coi như đâu, bảo tao ở lại mày đi này không được. Thế là ông không cho đi đấy chứ. Nhưng mà cái hai lúc ấy người ta chưa có người để thay thế vào đấy. Có nghĩa là mình báo gấp quá. Mà nếu mình báo thời gian dài khoảng 2-3 tháng trước thì họ sẽ chuẩn bị người. Họ chuẩn bị người để thay Philip. Thế thì lúc ấy họ cũng yêu cầu Patrick. Nhưng họ cũng có cái ông bầu, cái ông đại diện của Philip cũng nói là hay là con Patrick ấy, thằng Lê Giang ấy. Thì nó bảo Patrick không được. Nó phải chọn thằng nào nó có cái gì đấy này, cái điều kiện của người ta chú biết là cái đấy. Thế không ấy thì lúc ấy trên đó nó khóa cái câu lạc bộ không cho đi. Đấy, nhờ bao nhiêu người bên công an, nhờ bao nhiêu người cũng một chú bảo không được, tôi để phải chú về mới giải quyết được, phải nói với ta phải nói hết. Chứ còn bảo tôi thằng Tây nó thẳng nữa không được, phải nói đi cửa sau phải nói chuyện với người ta. Nhưng mà Tây thì không phải là vì tiền mà chỉ nói để cho hiểu tâm trạng mình thôi. Đấy, tâm trạng bây giờ như cháu nó như thế. Thế họ thơ được có thế thì chắc là được. Thế mà nếu còn thỏa thuận giá cả thì cái đấy là do câu lạc bộ, cái tôi không liên quan đến cái đám ấy cả. Đấy. Điều kiện như thế nào, hợp đồng ra sao thì cái đấy là cho hai câu lạc bộ làm việc với nhau. Chứ tôi không hiểu cái đấy. Lúc Philip về đá cho công an Hà Nội rồi thì lúc đấy tất cả mọi người đều nghĩ là bạn ấy nhập quốc tịch sẽ rất dễ dàng. Nhưng cuối cùng thì nó lại không dễ một tí nào. Chú có thể chia sẻ cái diễn tiến của vụ cái việc đấy, này không? Cái đấy chú cũng hỏi mấy bạn lãnh đạo đấy, bảo có cần phải hỗ trợ gì không? Không cần, bên này thì nói một câu người ta làm được. Nhưng mà thực ra cái đấy thì chú không đi làm. Cái đấy bên người ta hỗ trợ, các luật sư hỗ trợ. Mà có cần hỗ trợ mà không cần. Thế chú đấy hoặc là chi tiết như thế nào thì cái đấy chú không trực tiếp cho vào đấy, chú không tham gia. Cho nên là chú cũng nắm không chắc. Ví dụ như là cái tên chẳng hạn. Cái tên là Philip Nguyễn thành Nguyễn Philip. Rồi Nguyễn là phải có mũ, phải có dấu. Philip ấy, thì tên bên Tây thì nó gọi là Philip, tên xong đến họ. Thì nhà mình thì nào, họ mới đến tên. Thế cho nên thì bởi vì cái thằng tiếng Anh nó không có cái mũ với cái dấu đấy. Thế quả chú cũng thế, quả chú quá đâu. Bởi vì cái dấu bên họ không thể biết ra được cái dấu ngã ở trên đấy được. Đấy, cho nên là nhưng mà đến đây thì về Việt Nam thì họ yêu cầu là có tên Việt Nam thì có người hỏi thế chú bảo thế cái họ Nguyễn họ Cuba rồi nào. Họ Việt Nam rõ ràng đây còn thế thì họ có người họ đọc cái đấy thì họ hiểu, có người họ thông cảm, có người bảo đúng rồi cái họ Nguyễn này như thế. Chứ người về hỏi chú chứ mà họ Nguyễn này cái tên nó là gì nữa, chứ còn đòi cái gì nó chỉ đổi. Bây giờ là về Việt Nam thì họ nó hỏi là họ và tên thì ông ghi hỏi họ trước tên sau, còn bây giờ tên sau họ trước thế đó. Rồi cái chữ Philip là nó phải là người ta lại còn yêu cầu là viết chữ phờ y phi là y blip sắc lip chứ không phải là chữ Philip như bình thường. Nếu đổi cái đấy vào thì Philip cực phức tạp về cái hai cái hộ chiếu đấy.
Bởi vì khi về bên kia là phải tự dưng là thành tên giả. Vâng. Nó rất là mệt, mà nếu muốn làm để chứng minh được cái này Philip đó, thì bỏ ra luôn về nhà mà thanh minh cái này thì chắc là phải mất năm. Vâng. Thế người ta hiểu cái vấn đề đấy, các kiểu sở tư pháp hay là bộ tư pháp thì người ta hiểu thì người ta đồng ý cái đấy, chữ phờ thì thế để nghiên. Bởi vì Nguyễn thì ăn theo bố rồi này. Vâng. Bên kia thì nó là nói cho được, nó là một nửa người Séc, một nửa người Việt, thì cái bên kia thì giữ đúng cho tỏ người ta đi. Thì chữ phờ người ta Việt Nam bây giờ tiếng Anh người ta nói là cái phờ là đúng. Vâng. Chứ đúng là Việt Nam thì phờ là phờ hờ. Mà Việt Nam mà chứng minh được cái đấy mệt lắm. Vâng. Thanh minh được cái bây giờ cho chú nói là số tài khoản, rồi chả biết là hòm thư điện tử, rồi những cái nói chung bây giờ mình không tả hết được tên nhà, tên tài sản, độ xe ô tô chứ là coi nhà xong. Bây giờ cái công nghệ làm giả nó khủng khiếp quá, cho nên là người ta phải rất là cẩn trọng. Trong suốt cái quá trình mà nhập quốc tịch cho Philip Nguyễn, đâu là cái giai đoạn mà chú thấy nó khó khăn nhất? Nói chung là khó khăn nhất là ở cái thời điểm mà chưa công an hội chưa vào tay là cái khó khăn nhất. Chú thấy là năm 2015 đến nay là đủ thứ vướng. Chú đi về Việt Nam đấy bao nhiêu lần về cái vụ đấy, chốc lại nhờ ông này, chốc nhờ bà kia xem thế nào giúp cháu, rồi đây là câu lạc bộ Hải Phòng ngày xưa cũng định làm đấy, chú cũng mệt lắm nhưng mà chú thấy nó vất vả lắm. Có lẽ là vì do chú làm trực tiếp cho nên chú thấy, chứ cháu thấy là chú thấy từ tháng 9, tháng 10, tháng 11 là cháu thấy nó vất vả kinh khủng. Không, cái lúc đấy thì bên nghề có người trợ giúp rồi. Lúc đấy là chú chán lại đấy. Chú bảo nhà cái này tôi làm ở đây là đi chạy mãi thì thôi, công giúp tôi họ cho chứ còn thì không đi nhanh thì bây giờ ở trên Hà Nội đi nhanh hơn. Thế tôi ở đây mà Hải Phòng tôi lên nó mệt lắm. Cháu thấy là ít nhất là có 3-4 lần yêu cầu phải bổ sung. Thì bổ sung thì không, họ không, họ bổ sung thì đầu tiên là cái dấu. Vâng. Xong bổ sung rồi, nói chung là bổ sung mấy cái thứ mà đơn giản thôi, giấy khai sinh của chú chẳng hạn, thế những cái giấy khai sinh của mẹ, những cái bổ sung đơn giản mà những cái thiếu gọi là thiếu lặt vặt, không có gì gọi là to tát. Chú có nhớ ngày đầu tiên mà chú xin nhập quốc tịch cho Philip Nguyễn là ngày nào không? Trời ơi, nhớ chứ. Nó là ngày bao nhiêu nhỉ? 24 tháng 7 năm 2014. Vâng. Là đầu tiên chú lên sứ quán ở Việt Nam, chỗ Hải Quan dấu ký vào đấy. Từ 2014 đến giờ bao nhiêu? 9 năm. Gần một thập kỷ. 9 năm mấy tháng và bao nhiêu ngày ạ? Chú chả nhớ chứ bao nhiêu ngày, nhưng chú biết là cái đấy là gần 10 năm luôn cả chú đấy. 10 năm luôn, tóc bạc cái luôn đấy, chạy đã người luôn. 10 năm là bằng một cậu bé từ khi đẻ là học lớp 4 rồi đấy. Chú kiên trì luôn đấy, Philip nó cũng kiên trì, nó cũng theo, nó không bao giờ thất vọng. Chú bảo sẽ được về Việt Nam, có nghĩa là mình sẽ phải được. Lòng kiên trì, chú kiên trì cao lắm. Chú làm gì, chú đã hứa làm cái gì chú làm bằng được. Chứ hứa mà không làm là không làm, chứ đã hứa mà ai bất cứ một kẻ chú nghĩ giúp ai là chú sẽ giúp đến cùng luôn, mà kể cả đến phải trả một cái giá nào đó chú cũng chấp nhận luôn. Chính xác là vào thời điểm nào thì Philip Nguyễn có quốc tịch Việt Nam ạ? Và khi mà Philip hay là bên công an Hà Nội thông báo với chú là Philip đã có quốc tịch rồi thì lúc đấy cảm xúc của chú với gia đình thế nào? Vui chứ ai không vui, chú thật tràn nước mắt rồi nhé. Nhưng mà cháu nghĩ đấy là một cái ngày cái mà chú không thể quên được. Cái ngày đó ngày mùng mấy, mùng năm hay mùng sáu vậy? 6 tháng 12 bây giờ thế này. Chú nghe nó bảo xong rồi, buổi tối chú đang ngồi mấy bố con theo nào thôi ra liên hoan bí mật, mấy bố con liên hoan đừng cho ai biết. Thế là chú này, đó này, vợ này, cháu này, thế là mấy người ngồi hôm nay bảo chú vừa ngồi cái không nào chắc chắn hôm nay có, mà mấy cái người họ rất nhiệt tình nhé, họ làm ấy. Tất nhiên chú không tiện nói tên ở đây nhưng mà họ rất là nhiệt tình, lên tận văn phòng xem phải báo cáo mà có rồi cô chú thở phào cái mà thôi. Chú uống rượu bao giờ đâu, hôm qua hôm nay làm mấy bố con là hết chảy rượu. Vâng. Làm hết cái chai rượu 10 năm cơ mà chú. Nhưng mà nó lại còn là một cái từ khi chú bắt đầu sang bên đó đúng không? Chú còn trêu nó. Lúc đó chú nhận được cái thông tin, chú nhận cho người nhắn tin là xong rồi. Xong rồi đấy, xong rồi chú ơi. Thế thì chú nhìn cái tin đấy, chú bảo Philip ơi buồn quá. Cái quốc tịch của mày bị bác rồi. Vui rồi khóc. Nó cũng buồn, khổ thân bảo thôi tao chiêu mày. Nó khóc thật. Thấy nó kiểu như là bảo bao nhiêu năm chờ đợi thì hy vọng mỗi cái lúc đấy thôi. Mà thân đấy đùa, mở chai rượu uống đi. Cháu thấy chú cũng đang xúc động. Thế cũng đang xúc động, sắp khóc. Không vui, cái đấy thì đúng. Vâng. Cái đấy, mấy cái, thì thằng mình đạt được cái ý của mình. Một trường kỳ thì vui đâu. Ai chả thế, nhận được quốc tịch của bố ngày xưa. Thì nếu bình thường ngày xưa mà chú mà họ có cho hai quốc tịch, chú giữ quốc tịch Việt Nam ngay đấy. Nhưng mà thời xưa chú là quốc tịch nó khác. Vâng. Quốc tịch ngày xưa là phải cúi rổ ôi đủ thứ trên đời. Thì xúc động thì nó thiệu ký được cái hợp đồng với lại công an Hà Nội chú cũng thấy vui. Vâng. Khi cô luật sư mới chú gặp được ông Hải ấy, cái hai bên thỏa thuận được một cái mà cái điều kiện, thì giờ mình điều kiện bên kia đưa ra rồi, Philip có những cái điều kiện riêng, thì hai bên thỏa thuận với nhau được, họ ưu tiên Philip nhiều, họ rất là quý, không là bộ rất là quý Philip, rồi chú có nhận cái đấy là, chưa biết là họ đây vấn đề chú không nghĩ là phải vấn đề tiền mà vấn đề họ kiểu như nào, chả biết đó là tình trọng cảm nhân tài nữa, trọng nhân tài, vâng. Hải trọng nhân tài.
Với cả Philip là rất là chuyên nghiệp. Tập xong là về với vợ con ngay chứ không bù khú hay không, em gì cả. Thế đấy, họ không đi chơi. Trông con nó giỏi hơn chú đấy. Chú là cái người chiều con lắm. Chứ nhiều người họ bảo giờ không quan tâm đến con rồi cái đấy họ có nghĩa là chú chẳng biết ở đâu cái thông tin là không đủ tiền mua găng ghế tào lao. Vâng. Cái đấy là họ nói là chưa thật, con chú là số 1. Vâng. Chú có hai đứa đều thành tài, thằng chị đó chẳng hạn. Là bây giờ nó là cảnh sát. Chú thấy nó kiểu như là mình gọi là con mình không phá hoại. Đấy là cái niềm vui của chú. Có lên người có ích cho xã hội, đấy là cái đấy là chú thích cả hai đứa. Con chú cũng chạy marathon ác lắm đấy. Con chị chạy marathon, chạy cũng được giải nhất ở giếc ngành công an đấy chứ. Chú ngày xưa có liên quan gì đến thể thao không? Hay là cô có liên quan đến thể thao không? Chú lại không thể, mẹ không. Sao lại nhà lại xen thể thao ấy? Mẹ Philip này đấy là một kiểu như mình gọi là cái cưỡi ngựa đó, cái gì nhỉ? Đua ngựa đấy. Vâng. Mẹ đua ngựa thì con gái cũng đua ngựa thế. Mẹ là vận động viên ở cái đấy thôi. Về sau có con này thôi, chả cưỡi nữa. Cưỡi ngựa này đua trường ngựa đấy chứ ít đâu. Vâng. Nhà chú thì thể thao ấy. Nói chung là nhà chú ở bên Việt Đường Nội thì chả có ai thể thao ấy. Vâng. Bố chú là kỹ sư, ông kiến trúc sư, thế chứ chả ai có thể thao tự dưng có ông quần gọi là quần đùi áo số mày đâu ra quần đùi áo số, nhưng mà ông lại còn sống trong nội vui. Vâng. Khoái là có thằng cháu địa gọi là Đức Tôn ấy, coi như là được thành tài. Ngày xưa chắc khi ông còn sống ông cũng rất là mong là Philip sẽ có tỉnh Việt Nam và về đóng góp cho đội tuyển đúng không ạ? Ừ, thích lắm, ông người Việt Nam ngày bộ đội chống Pháp mà. Ngày xưa bộ đội chống Pháp đấy, cũng là những người đầu tiên, mẹ cũng là cái người đầu tiên dựng ở Hải Phòng, cũng dựng nước, dựng xây dựng cái công đầu tiên đấy chứ. Những người đầu tiên tiền khởi ấy, đất nước thế nó nghèo thế. Bố chú thì yêu Việt Nam rồi, ông ấy đi bộ đội từ 13 tuổi mà, ông chống Pháp từ 13 tuổi, ông lính trinh sát ông ác lắm, cũng ghê lắm. Nhưng mà ông dạy con cũng, ông dạy chú cũng nhiều thứ lắm. Bé cũng ngồi, nếu chưa Philip bây giờ chơi, cũng nói chuyện tâm sự, cũng kể chuyện nọ, chuyện kia, dạy mình cũng lên người cũng là, nói chung mình tử tế rồi cũng là do bố mình nữa. Cái công tác đào tạo chú thấy nó quan trọng, thế chú này học cái bài đấy chú lại đưa lại. Thí dụ ông cắt con móng tay chú chẳng hạn, thì giờ chú lớn Philip thì chú lại cũng cắt móng tay đó. Nghĩa là mình làm những cái việc này mình cảm thấy yêu quý con. Nó là tiếp nối cái tình cảm truyền thống. Đúng, gia đình. Truyền thống. Bây giờ cuộc sống của Philip Nguyễn ở Việt Nam như nào chú? Bạn ấy có khó khăn gì không ạ? Và bạn ấy có cái sự thoải mái khi mà về Việt Nam không ạ? Bây giờ nói đúng Việt Nam thì cậu được đúng được cái ước mơ của nó rồi đấy, thì nó cậu rất là vô tư và tháo mới trông còn nó khéo, chú trông nó còn hồng hào hơn bên kia đấy. Nó cảm thấy tự tin, nhà cửa có, nói chung sẽ ấy, nói chung là cậu có cảm đúng rồi, thả về gọi là kiểu thả hồ về rừng đấy. Ở cái kiểu như thế cậu khoái lắm. Đi đâu đi được có taxi đưa đón, thế nhiều bên kia phỏng vấn mà hỏi nó, người ta cũng phỏng vấn phía đấy là về Việt Nam thế nào, thế là bảo bây giờ ở Việt Nam đấy tôi ở đây xứng với bạn mới xét, không phải lo một cái gì luôn. Cái trường mà cái gì PVF của nó đấy là cái trường ở bên Tiệp không có đâu nhá. Vâng, trung tâm Việt chắc chắn là không có. Ở đây cái trung tâm ta đào tạo phải học ở Việt Nam mới đúng. Cậu tự hào không rồi, cậu dám phát biểu với người ta rằng là từ chú thì không đi các trường ở đây chú không biết, nhưng mà khi tiếp nó đã đi nhiều, nó đi nhiều nơi, nó dám khẳng định rằng là cái trường của ông sang đây mà học. Chú đọc báo rồi, thằng mày tào lao quá. Thật, nó là thật. Mà không, chú nghĩ là cái đấy là... Bởi vì PVF là làm theo đúng cái tiêu chuẩn rất cao của châu Âu. Từ ăn uống cho đến cơ sở vật chất cho đến trang thiết bị. Những cái trường này thì chú chưa đi. Vâng. Chú không đi, nhưng mà Philip nói thì chú nghĩ là nó đi nhiều nơi lắm rồi mà. Nó đi thẳng Anh, sang Ý, nói chung là... Nó đi nhiều nơi, các trường nó đi rồi bé tí được đi thi đấu. Ông nội xem Tử Vi rất là giỏi nha. Vâng. Ông mày được lớn, mày sướng, mày đi khắp nơi. Thì chú có thể đi khắp nơi, hoa giả đúng đi đội bóng cho nhìn nhá. Vâng. Đi khắp nơi thật. Đúng. Ông nội bảo Tử Vi thằng này yên tâm, nó đi nhiều nơi luôn đấy. Và đi có nghĩa đi không mất tiền, ở mất tiền. Thằng đấy du lịch kiểu gì, hóa ra ông này đá bóng. Vâng. Thế chú cháu có nhận là con người nó có Tử Vi không? Đúng ạ. Nó có Tử Vi, chú thấy Tử Vi mình chú thì không dễ đâu, nhưng mà thưa ông nội quá, thằng Đức Tôn là ông ấy cháu đi Tôn là ông ấy gọi là phải xem cho kỹ. Xem cho kỹ thế nào, giờ nào. Vâng. Ông có xem thằng này đẻ lúc mấy giờ chứ, ông nói chính xác luôn đấy. Cháu rất là ấn tượng với một cái hình ảnh là con trai của Philip ở trên khán đài khi cử hành quốc ca. Cháu thấy bạn ấy mặc dù rất bé nhưng mà mẹ bạn ấy cũng đã có cái được. Có cái giáo dục là dạy bạn ấy hát quốc ca. Mẹ nó cũng là người Việt Nam mà, cũng người Hải Phòng này luôn đấy. Bố nó cũng người Hải Phòng. Bố cũng người Hải Phòng, cũng gần nhà chú luôn. Chú cũng về sau mới, chú không biết, nhưng mà về sau nói chuyện về lúc chuyện bàn cưới mới hỏi thì bố nó người Hải, bố cũng dạy cho bé nó nhiều đấy. Rồi bố vợ Philip ấy thì dạy cho Philip, cũng dạy cho vợ nó cũng nhiều. Có khi Philip phải, có khi chú không bằng nó dạy con nhiều hơn chú. Và nó gần gũi hơn, nó nhiều hơn, thì vợ Philip đấy thì nó biết về Việt Nam nhiều hơn Philip cơ. Cái lúc chưa về Việt Nam ấy, biết hơn đấy. Bây giờ chúng ở nhà nói chuyện với bằng tiếng Việt đấy. Vâng.
bây giờ tiếng Việt thì nó hỏi cái cầm quả chuối, hỏi con nó để quả chuối cái này cái gì, chẳng hạn nó gửi video chú thì con ở mẹ quả chuối, thế mẹ còn giả vờ cái gì mới nói hiểu để nó dịch, nó bảo đây là cái mà nếu nói mình chính xác là cái đây là quả chuối mà thế đó, tại có cái này nó bị, người ta biết tiếng nhưng biết dịch biết dịch luôn, từ học song ngữ luôn, song ngữ luôn, nó trong đầu nó hai thứ tiếng luôn đấy. Thì cũng mong là đi nó lớn thành tài giỏi cho nó ấy. Tuyệt vời. Đấy là một gia đình Việt Nam rồi. Đấy, trong nhà hiện nay là bà với người nó cho, cũng đôi khi có bạn đến thì nói tiếng Séc, không diện có bạn thì nói tiếng Séc, nhưng mà bình thường ấy nói tiếng Việt nhau, xem ai tài hơn ai. À. Hiện nay là đang ở nhà là ba người đang tranh đấu xem là có nghe cái gì thắc mắc thì hỏi bố, hoặc là vợ gọi điện cho bố hỏi cái nghĩa là cái đấy là cái gì. Đấy thì may được có hai bố Việt Nam. Vâng. Hai bố Việt Nam thì hai người còn dạy. Có khi nào mà các bạn đi ra ngoài xã hội mà không nói được mà bảo bố ơi bố nói hộ con không, cái không, này cái kia à, không, cũng đôi khi cũng có, bởi cũng đôi khi cũng phải có cái trường hợp đấy là thì về một có một lần là nó bị cái xe máy mất cái vé thì bố phải bố giải quyết hộ đấy, thì giải quyết bộ nó mất trình bày mà trời nó sắp mưa rồi nên phải giết quả đấy thì cái đấy phải có, nhưng có một lần hai lần đấy, còn phần lớn hoặc là đi bác sĩ thì có cái gì gọi là mình không thể hiểu sai được ấy, thì phải gọi nhờ bố thế thôi, chứ bình thường bây giờ ra chợ ra quán biết bây giờ ra là nói tiếng Việt rồi là siêu rồi, còn cái gì quan trọng lắm thì nó không dám nói sai, không để hiểu được phép hiểu sai đấy, thì nó phải nhờ đến bố, nhờ bố can thiệp cho qua điện thoại thôi. 10 năm chờ đợi để có được cái quốc tịch, bây giờ chú mong muốn điều gì nhất cho sự nghiệp của Philip Nguyễn với tư cách là một công dân Việt Nam? Chú mong cái điều của chú mong là nó được phục vụ được Việt Nam tốt nhất, cái gì có khả năng tốt nhất cho Việt Nam đấy là chú mong này, thế nó muốn bóng đá Việt Nam là phải là nổi trên thế giới, ngày xưa ước mơ rồi đấy, về bóng đá Việt Nam nổi, con về con giúp, con học bằng được con về con giúp đấy, đấy là cái điều mà chú cũng mong rằng là nó sẽ phục vụ cho Việt Nam thật nhiều, càng nhiều càng tốt đấy, thế là cái điều chú mong thế thôi. Nhưng Philip cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Làm sao hòa nhập được với cái văn hóa của đội, rồi cái lối chơi của đội, và thậm chí là kể cả các cổ động viên nữa. Chú có chia sẻ gì với con của mình về những cái mà để chuẩn bị cho bạn ấy lên đội tuyển không ạ? Thì chú bảo nó lên tuyển ấy, thì lên nói chung đã người sao ấy thì có lúc nhục và lúc vinh, cái chuyện phải chấp nhận, phải đấy, bây giờ họ mình fan có những kẻ đối thủ cạnh tranh, cái này phải chấp nhận, thì cho nên là chú cũng dạy nó nhiều chứ, để khi mà người ta động chạm thì đừng để ý làm gì cả. Coi như là cái chuyện mình đừng nghe được bới này, họ nói xấu kệ đó, thì mình cứ làm đúng của mình, việc mình không mình làm sai làm và làm tốt nhất. Mà bên Tây nó cũng dạy này thế, cho nên là thí dụ như là mình nói chú nói thế thì ra một đám đông nó cợt cợt chẳng hạn không có, thì ai quen lắm thì nó mới chào, còn không quen nó cứ như hàng xóm nó chào chú thật, như hàng xóm thì chú cũng chẳng biết hết đâu. Ở Việt Nam người làm thí dụ như là chú dẫn cháu đến thì nó bảo đây là tiền sau gặp chú là điểm lở đó, nhưng mà gặp chú bảo cái ông này ông nhà bán nó không. Có nghĩa cái Philip nó như thế, nó không phải nó kém ngoại giao nhưng nó không vồ vập mà để làm quen lung tung. Cái đấy bởi vì cái người lung tung đấy thì có thể là cái người đó người tốt thì người ta nhìn là hình ảnh nó không sao. Nhưng gặp cái người nó xấu cái tự dưng là không biết là ai làm sao nó thằng này chơi thằng này xấu, thế là tự dưng là nó bị xấu cho nên họ con nhà chú nó không như thế. Nhưng không phải nó không thích người fan. Và có những đứa đưa lưng là nó ký, thế nhưng đưa cái chỗ khác ra kiểu vậy. Vâng. Nó không làm gì đấy. Đấy là con người nó khác với mọi người đấy. Bây giờ chúng ta có thể khẳng định một cách rất là chắc chắn là Philip Nguyễn sẽ có mặt trong đội tuyển quốc gia ở trong đợt chuẩn bị chơi Asian Cup sắp tới. Với chú thì cái quyết định này ấy, cái quyết định của 10 năm trước của chú ấy, chú bây giờ chú thấy cái độ chính xác của nó như nào và nó mang lại cho chú cái cảm xúc ra sao? Không, cảm xúc thì thật đó là ai chả muốn con mình tài đúng không nào? Khi mà cái cảm xúc mình đạt được những cái mà con mình thấy thì một mình gọi là kiêu hãnh thì không ứng, mà nói chung là cũng tự hào trong người, tự hào gia đình, tự hào dân tộc chứ. Vậy nếu cảm xúc nào nó chú đã tưởng tượng ra cái cảnh là Philip Nguyễn sẽ hát quốc ca ở dưới sân còn chú sẽ hát quốc ca trên khán đài không? Thường thường chú hát đài như thế, thường là chú con hát chú hát. Hát quốc ca đấy thì nhưng mình... mà trong trận đấu của đội tuyển Việt Nam cơ. Thì quá vui rồi luôn, nên tuyển đoàn thì quá tuyệt vời luôn nên. Cái đấy thì mà không biết là chú có đi được không, chú chưa dám khẳng định là chú đi đến Qatar. Thì chú đi thì không mất visa đấy, nhưng mà không biết có thời gian để đi hay không thì chú cũng chưa biết. Nó còn phụ thuộc vào sức khỏe, nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ, công việc thế nào thế nào. Thế bây giờ nó hát quốc ca thì bố hát, còn hát rồi rồi còn gì bằng nữa. Tuyệt vời nhá. Còn tuyệt vời luôn. Cái đấy là điều quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời, cái công nào mình làm thì tuyệt vời.